Thưa quý vị và các bạn, từ một xã thuần nông của thị xã Hương Thủy, sau 2 năm sáp nhập vào thành phố Huế, đến nay phường Thủy Vân đã có nhiều thay đổi, diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. Đó là Thủy Vân giờ không chỉ thay đổi về hạ tầng, về nhà cửa mà ngay cả ý thức của người dân cũng được có sự nâng cao. Để thích ứng với sự phát triển mới, nhiều hộ dân trên địa bàn đã thực hiện chuyển dịch ngành nghề từ thuần nông sang kinh doanh dịch vụ. Khác với trước đây, bây giờ đến phường Thủy Vân đã nhận thấy nhiều đổi thay. Đường đi từ các trục giao thông chính đến các ngõ nhỏ đều đã được bê tông hóa. Các công trình công ích, nhà trẻ, trường học, trạm y tế, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước đô thị đều được đầu tư đồng bộ. Trên địa bàn phường đã được đầu tư 22 công trình và 16 công trình chuyển tiếp từ năm trước với mức đầu tư hơn 34 tỷ đồng. Từ đó đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đang từng bước chuyển dần thành đô thị với việc quy hoạch hợp lý các cụm dân cư, các điểm sinh hoạt cộng đồng. Sau khi lên phường trực thuộc thành phố thì đảng ủy phường cũng đã có cái quan tâm cho tổ dân phố Công Lương. Như hiện nay đang thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn như là cổng thoát nước các kiệt 14, 15, 16, điện chiếu sáng trên tất cả 17 kiệt của tổ dân phố Công Lương, rồi nâng cấp một số tuyến đường là bê tông và cái hoái của kiệt 6. Diện mạo thay đổi từ sự phấn đấu xây dựng quê hương của Đảng bộ và nhân dân toàn phường cùng với sự đầu tư mạnh mẽ của thành phố Huế với các công trình trọng điểm như kè sông Như Ý, cầu bắc qua sông Như Ý, nối liền hai khu đô thị A và B sẽ gắn kết phường Thủy Vân với trung tâm thành phố. Bên cạnh đó, hệ thống giáo dục, y tế đều được đầu tư đồng bộ, đảm bảo các tiêu chí giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Không chỉ là cơ sở hạ tầng mà việc xây dựng ý thức văn minh đô thị trong mỗi người dân cũng được chính quyền quan tâm hơn. Đặc biệt chuyển dần từ nông thôn trở thành thành thị, kể cả trong ý thức và tổ chức thực hiện hành động. Đồng thời, đảng ủy, chính quyền địa phương đã có những cái chủ trương, giải pháp cụ thể bằng những cái công việc, hành động cụ thể trên những cái kế hoạch hiện có và những cái quy hoạch hiện có của đô thị mới An Vương Dương, đô thị của quy hoạch của thành phố. Chúng tôi đã tập trung đầu tư chỉnh trang, nâng cấp các hệ thống cơ sở hạ tầng, chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu, kết nối, khớp nối, đồng bộ với các cái trung tâm chính của đô thị, rồi đến các cái khu trung tâm hành chính của xã. Chăm lo đời sống giáo dục, huy động trẻ đến trường đều đạt 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Trạm y tế luôn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hàng năm có trên 3.500 lượt người đến khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe. Đội y tế phòng dịch của thành phố thường xuyên phối hợp với y tế phường tổ chức các hoạt động như tuyên truyền an toàn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng. Có thể nhận thấy sự chuyển biến tích cực của một địa phương từ hoạt động của đảng bộ và các đoàn thể, nhân dân để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.